Hello các bác và anh em nhá. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn vẹt được một đôi súp Mỹ đến từ thương hiệu Commonity. Thì đây là một dòng súp được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ sản xuất. Một thùng, sở hữu một bát 50, dòng này là từ 19 họng 76. Do vậy rất phù hợp cho tất cả những bác hát karaoke, nghe nhạc trong nhà thì cực kỳ xuất sắc. Tiếng mắc này nó quá mềm và êm, độ xuống thấp rất là thấp mà không bị ù, không bị nhòe tiếng mát khi mà chúng ta chơi ở những cái tần số thấp. Thì ngày em về một đôi trong tình trạng đẹp xuất sắc và còn nguyên bụi bã em nhá. Đây là cái thùng của nó. Thùng nó thiết kế kiểu như những cặp loa Pigway đấy, thùng kiểu thùng hình chữ nhật, rất cân đối hài hòa khi các bác để trong nhà. Thì dòng này nó là bằng gỗ nhá, bằng gỗ và bọc lỵ. Rộng của nó là 69. Đấy. Rộng 69. Sâu là 45 và cao là 86. Một kích thước cực kỳ đẹp mắt và gọn gàng. Thì dòng này là nó sử dụng là 4 lỗ thông khí phía trước và lắp bát ở trực tiếp trước này. Đó, nhìn này. Quét sâu vào trong này, lắp bát vào. Đó. Và dòng súp này nó có một cái đặc biệt như sau nhá. Nó về súp ấy thì rất ít khi có phân tần, nhưng với dòng Commonity này là nó có phân tần. Nó tức là nó sẽ giảm thiểu những tiếng ồn, tiếng ù của tiếng bát. Nó làm sao nó chất lọc cho tiếng bát trong trẻo nhất và êm ái nhất, mềm mại nhất. Thì đây các bạn nhìn này, thùng này rất là đẹp này. Thùng nó chia rất nhiều ngăn vách này. Và các bạn nhìn quả phân tần này, rất đẹp luôn. Đây là một cái tụ Philips nhá. Tụ Philips này, to vật vã luôn. Và một cái cuộn cảm to vật vã này, cuộn cảm này. Rất nhiều ống bun này, 1 2 3 4 5 6. 6 ống bun, một giơ le tự ngắt. Và cái này dùng hai tụ nhá, một tụ này, hai tụ này, hai tụ, một cuộn cảm to cổ tay và 6 ống bun có giơ le. Thì em về là một cặp duy nhất thôi nhá. Hay tuyệt vời luôn. Đấy. Điều đặc biệt của súp này nhá, đó là có phần tần. Điều lạ mắt và nó hay kinh khủng luôn. Và cái bát đây, anh em phải quan sát. Cho nên nó là từ 19 và xương sắt, xương thẳng, màng giấy, họng 76. Thì với dòng này nghe nó sướng mọng, nó êm tai lắm. Zin test 100% luôn. Đấy, zin test. Gân độ tầm dầu 1 2 3 4 sóng. Đấy, màng giấy. Quả thứ hai cũng như vậy, đẹp, xuất sắc luôn nhá. Xuất sắc. Đấy, tất cả zin test hết 100%. Đấy, đặc biệt như vậy. Đấy là súp của Mỹ nhá. Em về được một cặp bài trùng của nó. Một cặp bài trùng của nó tức là loa full kép 40. Loa full kép 40. Một quả súp này đặt lên nhau vừa khít luôn. Tất cả các bo cạnh, bo góc này đều có miếng nhựa ốp và tay sách hỗ trợ ngang này. Đấy. Và thông tin phía sau anh em quan sát này. Commonity, một điện là CSX50 gạch ngang 2S, lộ trở 4 ohm. Đấy, công suất nó từ 200W đến 500W. Dễ dàng để hợp với những chiếc đẩy công suất vừa. Đấy, made in USA, nhìn chưa? Hỗ trợ cổng vào Newtrix 6 ly, rất nhiều thứ nhá. Made in USA. Dòng này nghe cực phê. Cái súp Mỹ này nó thật bác nghe, nhưng em nếu em làm để đánh giá cái khách quan và công tâm thì với những dòng này nhá, nó nghe hay hơn cả những dòng JB luôn. Nếu những mã JB rẻ tiền ấy, thì không lại của súp này luôn. Em khẳng định luôn, bởi vì em làm cái dòng em biết. Tiếng của nó rất hay anh em nhá. Đây bạn nhìn vào đây. Đấy. Bạn nhìn vào đây nhá. Đây là lưới căng của nó bật bịt như này. Commodity rất đẹp, thì em báo giá luôn để các bác lắm được này. Một đôi súp này có trị giá là 13 triệu bao ship cho các bác và tặng cho bác một cái dây. Mua 1 bán 1, mua 2 bán 2 thì em khuyên các bác lên mua cả cặp nhá. Rồi rất hay. Và em còn đôi full nữa này. Đấy, đây là đôi súp của nó nhá. Đẹp này. Và đôi full trong nhà này. Thì bác có sang để full nữa đây. Đồng bộ nó full nhá. Đây đồng bộ full đây. Đấy, phun nó là 2W40 và nó cái tép nó sử dụng một tép xì và một tép kèn thì ra. Và đôi 30 đấy, bác có thể nghe đôi 30 nhá. Ta hay này. Đấy, đôi 30 thôi nhá. Rồi giá rất hợp lý luôn. Bác nghe này. Tiếng mà rất hay. Đấy. Đây là 30 luôn nhá. Đây. Em và sẽ được 3 lô nữa. Quá hay luôn nhá. Nó hay. Hết sức tượng luôn. Karaoke cực hay luôn. Đấy. Mọi thứ mua sắm lắp đặt các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140. 30 sao phải được mấy quả nữa, 40 mấy quả nữa nhá, 50. Xin chào các bác, được chưa? Đây 30 nhá, 1 đôi 30 duy nhất này, 30 duy nhất này, rất đẹp.
CNX25 S2 50 nó là 50 đúng không? Còn cái này là 30 nó là 25. Bác nghe chỉ còn một cặp thôi. Đấy, hay thôi.